Dah serum ni. Kau ada ordinary. The ordinary. Cacah. Sao đây thấy bị lên mụn nhiều không? Hay nóng vậy? Em cũng biết thấy từ lúc có lúc thì nó lên nhiều. Chắc em nghĩ do một phần do môi trường làm việc của em bụi bặm nhiều. Bizarre gì? Mua chưa? Bizarre giống như hôm bữa ăn đấy hả? Nhớ ăn bữa ăn hôm đấy là nhớ mẹ chị ghê. Mình đang đợi dịch của bà lên đây chơi à, mà chắc bà không đi đâu. Bữa nay có cháu dễ gì đi được. Ủa giờ về nhà chị được không? Ăn cái sữa chua nếp cẩm hơi bị ngon đó chị An. Ăn thử đi. Ăn giống như kem nếp cẩm vừa trước ấy.
Cái thò chiều ngoài cũng hơi tối nhỉ. Mở sáng lên. Điện thoại chị đâu có bao giờ để sáng mát đâu. Hay là sáng màn hình chứ không phải là thò hiện tại kia. Điện thoại chị bao giờ chị điểm sáng hết cỡ đâu.